Hello cả nhà, đây hôm nay là Quyên lên mẫu hồng nhung này cho khách sĩ nha cả nhà. Mẫu hồng nhung một bông ốc quế, mình gói thêm những cái lớp giấy á cả nhà, rất là xinh đẹp nha, to lắm, rất là to đẹp nè. Những cái nơ là Quyên có làm những cái ngọc trai thêm, nhìn thấy nó lấp lánh xinh xinh. Hôm nay khách sĩ này là 20 tháng 11, có một số là logo 20 tháng 11 này nha cả nhà, còn một số là logo bình thường, là khách nói là để mình bán không có kén lễ á, lễ nào mình bán cũng được. Là có những cái logo là bình thường thôi, đó chỉ là phụ nữ là để yêu chứ không nhất thiết hết là về cái 20 tháng 11 những logo thế này. Có này kìa, bông hồng nhung thơm to á cả nhà, lên cái màu ốc quế này rất là đẹp, xinh xắn tuyệt đẹp luôn, lên giỏ nào cũng hợp hết luôn, đây nằm trong giỏ này cũng hợp, giỏ đèn thiệt đó. Rồi cái giỏ mẫu giỏ này cũng đẹp luôn nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy không, mẫu ốc quế hồng nhung phôm to rất là đẹp, không sợ nắng mưa nha cả nhà, nắng mưa ướt đều được hết luôn nha. Và đây những mẫu quà tiền, mẫu quà tiền là những mẫu này là rất rất là hot trend luôn đó, xinh lắm đó cả nhà đó. Cả nhà thấy không nè, chậu nhỏ một bông xinh xinh, ba bông, ba bướm xinh xinh, những chậu bao ba con bướm rất là xinh, một con bướm cũng xinh. Và Quyên có vô giỏ sẵn này nè cả nhà, đây cái này là chậu, này là chậu sứ nè, cả nhà thấy đẹp không, rất là đẹp. 20 tháng 11 năm nay là toàn là những mẫu đẹp, mẫu hot không luôn. Đây mẫu này một bướm xinh toàn 500 đồng, rất là xinh nha cả nhà, giá chưa được một ly trà sữa luôn á. Còn đây nè, mẫu này nè, mẫu này là để cho phụ huynh tặng cho giáo viên là rất là thích hợp nha. Năm con bướm, năm con bướm là 10 tờ tiền nha cả nhà, bướm là mỗi một tờ như vậy, mỗi một con bướm vậy là 2 tờ tiền. Rồi bông hồng nhung cũng vỏ bông hồng nhung thế này rất là xinh luôn, vỏ thiệt đèn led đó, phải nói là bông hồng nhung lên chuẩn luôn á cả nhà, màu đẹp, màu đẹp xuất sắc luôn. Ở cả nhà thấy sang không đó, này là phụ huynh hoặc là học sinh cũng vậy luôn, mua một cây bông như vậy bỏ vô giỏ thiệp rất là lịch sự luôn, để đi tặng giáo viên của mình thì quá thích hợp, quá lịch sự luôn cả nhà. Mà cái giá tiền thì nó cũng chưa được một ly trà sữa luôn nha. Cái này là Quyên chỉ làm cho khách sĩ thôi chứ chưa có lên mẫu để mình bán lẻ nha cả nhà. Sĩ và lẻ có nhu cầu đặt qua thì cứ liên hệ Quyên nha, Zalo 0932 211578 Quyên Hồ Lưu Quê nha cả nhà.